Rồi, một câu số phức phát triển gần như là y chang trong cái đề minh họa của chúng ta đúng chưa? Bài này thì chúng ta xài được nhiều cách, anh có thể trình bày các bạn hai cách. Cách thứ nhất là cách đại số của chúng ta dùng bắt định thức module rồi phân tích. Cách thứ hai là anh sẽ xài về hình học vector. Thì bạn nào thích xài cách nào thì xài nhé. Rồi, bây giờ xét hai số phức chia 1 chia 2 thỏa mãn này. Anh gọi z1 sẽ bằng a cộng bi. Đấy, z2 là bằng c cộng di. Chúng ta có bốn ẵn chú ý cho anh nhé. Thì để ý cho anh ở đây này. Mình sẽ biến đổi đi tí xíu dựa vào những giả thiết. Giả thiết thứ nhất cho anh module z1 bằng module z2 là bằng 2. Module là căn của a bình cộng b bình đúng không? Vậy anh sẽ có căn của a bình cộng b bình là bằng 2. Tương tự anh sẽ có căn của a bình cộng à xin lỗi c bình cộng d bình là bằng bằng 2 luôn ha. C bình cộng d bình bằng 2. Vậy dễ dàng chúng ta chuyển vế chúng ta bình phương lên, tại vì a b ta dương, a bình b bình ta dương cho nên là bình phương lên vô tư ha. Thì nó sẽ là a bình cộng b bình là bằng bằng 4 ha. C bình cộng d bình là bằng bằng 4. Rồi, giả thiết thứ nhất khai thác xong. Giả thiết thứ hai, 2 lần z1 trừ 3 lần z2 lấy module bằng 2 căn 20 2 căn 7 đúng không? Vậy ta thế vào 2z1 là 2 bao nhiêu? 2a cộng bi trừ cho 3z2 tức là 3 lần c cộng di. Đấy. Rồi, module lại cái bằng 2 căn 7. Cái này em ta gom phần thực theo phần thực, phần ảo theo phần ảo, sau đó chúng ta bình phương để cho nó mắc cái căn, được không? Anh gom lại thì mọi người sẽ thấy nè. Ở đây nó sẽ là gì? Phần thực là 2a này trừ cho 3c này. Phần ảo của chúng ta là 2b này mà trừ cho d này, đúng chưa? Và để mắc cái căn, module là căn của a bình cộng b bình là cái này bình cộng cái này bình, đúng chưa? Căng lên và anh mắc cái căng thì anh bình phương hai vế, anh chàng này bình lên sẽ là 4 x 7 là 28. Và ở đây anh sẽ khai triển ra, anh sẽ được là 2a bình lên là 4a bình, khai triển hàm đẳng thức cộng cho anh chàng này bình lên là 4b bình, anh gom về phía trước ha. Anh này sẽ tương tự sẽ là cộng cho 9c bình cộng cho anh chàng này là 9d bình. Chỗ này là 3d nhé, trừ 3d. Nhân số 3 này vô này, trừ 3d. Vậy là 9d bình. Rồi còn lại là trừ cho 2 lần AB, 2 x 2 là 4, x 3 là 12, vậy trừ 12 lần. Ở đây mọi người sẽ thấy ha, trừ 12 lần AC, bên này sẽ là trừ 12 lần, trừ 6 lần. 2 x 3, cũng trừ 12 lần, trừ 12 lần BD, vậy anh đặt trừ 12 làm nhân tử chung, thì trong này sẽ còn lại là AC cộng cho BD đúng không? Đấy, bằng 28. Đồng ý chưa? Ở đây là khai triển hàm đẳng thức ra, và chúng ta gom lại nhé. Trừ 12 lần AC trừ 12 lần BD. Ok, đặt ra. Và ở đây em ta sẽ để ý nè, rất là nhanh chóng, 4A bình cộng 4B bình là em ta đặt 4 làm nhân tử chung, nó sẽ thành là 4 nhân A bình cộng B bình. A bình cộng B bình là bằng 4, cho nên chỗ này anh sẽ thế bằng mấy? 4 nhân 4 là 16. Cộng cho anh chàng này là 9C bình cộng D bình, anh đặt 9 làm nhân tử chung thì C bình cộng D bình là 4, vậy 9 nhân 4 là 36. Anh chàng này chuyển vế qua là trừ 28 thì sẽ bằng là 12 lần chuyển thằng này qua bên phải. AC cộng BD. Từ đây mấy đứa suy ra được AC cộng BD bằng bao nhiêu không? Anh suy ra được AC mà cộng cho BD của anh sẽ bằng thằng này cộng thằng này là bao nhiêu? 4 ha. Ở đây sẽ là 40, 50, 52. 52 trừ cho 18 ha. 24 chia cho 12 là bằng 2. Ok không? Nhẩm nhiều khi cũng nguy hiểm mấy đứa. Thôi nhập lại cái cho nó chắc ăn ha. Trừ 28 chia cho 12. Rồi đúng rồi, chia cho 12 là chúng ta được 2. Đây là giả thiết chúng ta khai thác được hai giả thiết. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá thằng P. Đặt này là biểu thức P ha. Biểu thức P của chúng ta sẽ bằng gì đây? Ở đây chúng ta để ý nè, thằng này anh thế vào thì nó sẽ là gì? Đầu tiên á là anh sẽ coi cái thằng này 2z1 trừ z2 là một số phức và 2 trừ 3y là một số phức. Anh dùng bắt định thức module ha. Anh dùng bắt định thức module số phức thì anh đánh giá nó trước thì thằng này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng module của thằng này là 2z1 trừ z2 cộng cho module của 2 trừ 3y nhờ bắt đẳng thức module được chưa? Này phải biết ha. Module của 2 mà trừ cho 3y thì nó sẽ là căn của 2 bình cộng cho trừ 3 tất cả bình là 9 cộng 4 là 13. Vậy thằng này nó sẽ bằng gì các bạn? Module của 2z1 trừ z2 này cộng cho căn 13 chưa? Nhiệm vụ của mình là còn gì? Tính cái này nữa là xong. Cái này thì mình là thế y chang anh chàng này vô thôi. Thì anh sẽ nháp ở đây. Anh có này, module của 2z1 trừ z2 thì sẽ bằng anh ta, module của 2 lần z1 là a cộng bi trừ z2 là gì? C cộng di. Đấy, rồi mình sẽ bằng gì đây? Mình gom phần thực theo phần thực. Ở đây sẽ là 2a trừ c. Phần ảo của mình sẽ cộng là 2b trừ d.
Đấy, nhân y thì sẽ bằng ha, mô đun là căn mà. Thì mọi người sẽ thấy thằng này sẽ là 2C, 2A trừ C tất cả bình anh khai triển thôi nhé. Là 4A bình này trừ cho 2 nhân 2 là 4AC này cộng cho C bình phương này. Cộng cho anh chàng này bình phương thì khai triển ra nó sẽ là 4B bình này trừ cho 4 lần BD này cộng cho D bình phương. Đó, bây giờ mình mới thấy là mình xài cái giả thiết mình ráp vô 4A bình cộng 4B bình bằng 16 này. Hồi nãy cũng có tính ở đây một lần rồi này, thấy không? Bằng 16, vậy là căn của 16 trừ cho C bình cộng D bình ta thế bằng mấy? Bằng 4 luôn. Vậy cộng 4. Ở đây trừ cho ha, trừ cho đặt 4 ra ngoài làm nhân tử chung thì còn lại AC mà cộng với BD, AC cộng BD bằng 2. Số 4 ở ngoài làm nhân tử chung cho nên là 4 nhân 2. Ở đây chúng ta có 16 cộng 4 là 20 trừ 8 là căn 12. Vậy chúng ta thế vào đây. Làm ta được là căn 12 ha. Căn 12 cộng cho căn 13. Đó, đây là cách đại số của chúng ta thì chúng ta ra đáp án là câu D. Được chưa? Rất đơn giản ha. Và chúng ta biến đổi để chúng ta nhìn ra. Tuy nhiên nếu mà cái bài nó phức tạp hơn nữa thì nó cũng sẽ rắc rối trong phần biến đổi. Chú ý chúng ta là gì? Khi biến đổi biểu thức P đánh giá nó thì phải biết lợi dụng cái giả thiết của chúng ta biến đổi để mình xài cái giả thiết. Lúc nào đề nó cũng vậy hết, một cái đề toán là như vậy. Cho chúng ta các cái giả thiết rồi hỏi chúng ta cái gì đó thì chúng ta phải sử dụng cái giả thiết để chúng ta giải quyết vấn đề. Nhiều bạn cứ đi biến đổi cái này tùm lum tà la ra nhưng mà không nhìn được cái giả thiết nó cho là cái gì, mình biến đổi như thế nào để mình xài giả thiết thì cái đó là cái dở ha. Rồi, tiếp theo anh sẽ xài cách hình học nhé các bạn, để ý coi chúng ta vẽ hình học vector thì như thế nào. Rồi, bây giờ nếu như giả sử mình vẽ vector bằng cái phương pháp hình học vector của mình thì vẽ có được không? Thì trong bài này mình sẽ thử vẽ ha. Vẽ vector thì cố gắng tổng hợp dữ kiện cho nó nhanh mà mình vẽ để đỡ tốn thời gian, không cần phải viết ra nhiều ha. Đây là trục vô x của mình nè. Rồi, vẽ cái đường tròn trước đúng không? Tại vì hai số phức của mình gọi M là điểm biểu diễn cho số phức này. À, anh gọi M là biểu diễn thằng này, N là biểu diễn cho thằng Z2. Thì anh sẽ vẽ nó lên trên một đường tròn với cả hai đều nằm trên đường tròn tâm là 0, 0 bán kính là bằng 2. Vẽ lên đây. Đấy. Mình chưa biết như thế nào thôi, mình vẽ đại đi. Đây là M, anh lấy nằm đây đi ha. Vậy OM vector là đây nhé. Anh vẽ ON vector là đây. Đây là ON. Đây là OM. Đây là ON. Rồi, cái giả thiết của người ta cho là cái gì? Cho cái này, mình đã khai thác giả thiết này là được 2 điểm MN nè. Bên này mình cũng tổng hợp luôn. Nó sẽ là 2 lần gì các bạn? Giả thiết này sẽ là 2 lần vector OM trừ 3 lần vector ON đúng chưa? Lấy mô đun là bằng độ lớn của vector tổng này là bằng 2 căn 7. Vậy bây giờ 2 lần ON OM trước ha, trừ 3 lần ON. Vậy anh biểu diễn bằng quy tắc hình bình hành để anh tổng hợp ha. ON là đang hướng như thế này, OM là hướng như thế này. Vậy 2 OM sẽ hướng như thế nào? Cùng hướng với lại vector OM và độ là dài là gấp đôi lần OM. Đấy, các bạn có thể vẽ tương đối cũng được. Đấy, đây là 2 lần OM. Rồi, trừ 3 lần vector ON, nhớ là lấy dấu trừ vì mình đang tổng hợp hai vector là cộng cho trừ 3 vector ON. Vector ON nó đang hướng như vậy đúng không? Vậy trừ 3 vector ON nó phải hướng như thế nào? Cùng phương nhưng ngược chiều vector ON, còn độ lớn thì nó sẽ là gấp 3 lần, được không? Gấp 3 lần thì thôi vẽ tượng trưng thôi, bây giờ gấp 3 lần nó dài quá. Một lần này, hai lần này, ba lần đó trên này nè, được không? Vậy mình sẽ tổng hợp hai vector lại ha. Đây chính là gì? Trừ 3 lần vector ON. Đó, vậy tổng hợp lại bằng quy tắc hình bình hành. Đây, vector tổng của mình là vector này ha. Anh gọi điểm này là điểm gì? Điểm H chẳng hạn đi. Thì mọi người sẽ thấy à, nguyên thằng này chính là bằng vector OH nè. Đấy, độ lớn của vector OH bằng 2 căn 7 nè. Được chưa? Vậy nhìn vô trong cái hình này, cái giả thiết này là cái cho trước, vậy mình sẽ khai thác được cái góc đúng không? Tại vì cạnh này là bằng bao nhiêu? 2 lần OM, OM là bằng 2 và 2 lần OM bằng 4. 4 cho nên cạnh này bằng 4 này. Được chưa? Cái cạnh này đây là 2 lần OM vector này bằng 4, cạnh này là bằng 2 căn 7 là cái vector tổng nè. Còn cạnh này là bằng mấy? ON của bạn cũng bằng 2 luôn mà 3 lần ON thì độ dài của nó sẽ là 3 nhân 2 là 6. Được không? Có hết rồi, vậy người tính được cái góc này không? Góc này sẽ là dữ kiện để tí nữa mình xài, mình tính cho những cái yêu cầu của bài toán, được chưa? Rồi, thôi sẵn anh tính trước luôn ha, tại vì trước sau mình cũng phải tính thôi. Thì mọi người sẽ thấy, anh gọi góc alpha là cái góc mà anh vẽ hợp bởi hai vector này, vector 3 lần, trừ 3 lần ON và 2 lần vector OM. Thì anh sẽ xài công thức gì các bạn? Tổng hợp vector. Nhớ công thức tổng hợp vector nha, nó được chứng minh từ định lý hàm số cosin nhưng mà cái dấu của nó phải khác vì vector tổng của mình đang là vector nằm giữa. Thì nhớ cho anh này, anh sẽ có 2 căn 7 tất cả bình phương là cái vector tổng của mình ở giữa này sẽ bằng 2 cái vector thành phần là 6 bình nè cộng cho
Chỗ này là mấy? 4 bình này. Cộng cho, nhớ là dấu cộng ha, chứ không phải là dấu trừ nha. 2 lần nhân 6 nhân 4 nhân cos của alpha. Từ đây suy ra cos alpha cho anh bằng bao nhiêu ha. Này mới đưa lấy máy tính bấm cho anh được rồi. Lẽ cũng kệ nó. Bằng trừ 1 phần 2 ha. Số cũng đẹp luôn đó các bạn. Trừ 1 phần 2. Cos mà bằng trừ 1 phần 2 thì góc nó bằng bao nhiêu? 120 độ đó. Góc này là 120 độ này. Nếu nhìn vẽ đúng thì nó không phải vậy đâu ha. Nhưng mà thôi kệ, mình không cần. Mình vẽ tương đối thôi, kệ nó ha. Bây giờ mình sẽ đi coi tổng hợp cái này. Cái này anh gọi là P đi, biểu thức P đi. P thì mọi người sẽ thấy sao? Nó sẽ bằng này, 2 lần z1 tức là 2 lần vector OM trừ cho z2 tức là trừ vector ON cộng cho thằng này là một số phức xác định, và anh gọi điểm E đi là điểm có tọa độ là x bằng 2 y bằng trừ 3 ha. Điểm E nó nằm đâu các bạn? X bằng 2 là đây này, y bằng trừ 3 là nằm đâu dưới này, và điểm E nằm dưới này ha. Điểm E nằm đây. Thì anh sẽ chỗ này sẽ là vector gì? Vector OE thôi, cộng vector OE. Đấy, rồi chúng ta đi tổng hợp thôi. Thằng này là OE được chưa? Rồi, OE là mình có rồi. Rồi bây giờ thằng 2 OM thì hướng như thế nào? OM là hướng như này, 2 OM chính là anh chàng này luôn, vậy không cần phải vẽ nữa ha. Đây, anh tô lại thôi, 2 OM này. Nhưng mà phải đi trừ vector ON. ON là vector hướng xuống, vậy trừ vector ON là nằm đâu? À, trừ vector ON là nằm đây. Đây, đây chính là trừ ON ha. Nhớ vector ON đang hướng xuống cho nên trừ ON nó phải hướng lên như thế này. Vậy đầu tiên mọi người tổng thằng nào trước? Ba thằng này là tổng hợp thằng nào trước, thằng nào sau cũng được hết. Bây giờ anh sẽ tổng hợp thằng này trước ha. Thằng này với thằng này trước ha. Thằng này 2 lần OM với lại trừ vector ON tổng hợp trước. Đây nhá, cũng quy tắc hình bình hành thôi, thì mình chỉ có hình bình hành với quy tắc tam giác để tổng hợp thôi. Thì đây, anh gọi điểm này là điểm gì ta? Điểm F đi chẳng hạn ha. Đó, vậy ở đây là vector OF, là cái này là OF rồi này. OF rồi này. Đấy, đi cộng cho thằng OE nữa là xong. OE thì mình sẽ dùng quy tắc hình bình hành tiếp theo thôi. OF ở đây, vậy song song đây kéo lên nè. Rồi, quy tắc hình bình hành ha. Đây chính là vector cuối cùng của mình nè. Đây, ha, anh gọi điểm này là điểm K chẳng hạn vì chưa có đây. Vector OK là tổng của thằng OF này và vector OE. Đây là điểm E nha. Ok chưa? Đây, cái hình nó hơi ghê ha, nhưng mà thật ra là nó tính được hết, tại vì chúng ta có thông số giả thiết hết rồi thì mình tính thôi, đâu có gì khó khăn đâu. Bây giờ ha, làm sao để tìm cái thằng OF này? Và mọi người chú ý cho anh là gì? Cái điểm F này nó thay đổi nè. Điểm này nó thay đổi này, điểm K này cũng thay đổi này, chỉ có E là không thay đổi thôi. E là số phức xác định thôi, đúng không? Tại vì M và N nó thay đổi, cho nên vector này nó thay đổi, các vector liên quan tới OM và ON thay đổi làm cho cái OF này thay đổi. Cái OF này thay đổi cho nên dẫn cái OK là vector tổng của mình nó cũng thay đổi theo luôn, đúng chưa? Và tất cả nó đều chạy quanh đường tròn tâm là O hết. Riêng khi mà tổng hợp với lại OE thì OE là không đổi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là theo quy tắc hình bình hành thì cái OK này là bằng gì? Bằng OF cộng cho OE. Vậy thì mọi người sẽ thấy nếu OF mà chạy tới đâu để cái vector tổng giữa OF và OE cộng lại, tức là vector OK này này, đây là bằng OF này cộng OE này này, là lớn nhất các bạn. Có phải là nó quay trở về vị trí là hai vector cùng phương không? Đúng chưa? Và cùng gì nữa? Cùng hướng, cùng phương và cùng hướng luôn. Hay nói cách khác, anh sẽ vẽ cái vị trí nó như thế này nè. Đây, vector OF của các bạn đang như thế này này. Đó, và nó sẽ xoay quanh đường tròn tâm tâm O này. Vậy nó xoay tới đâu? Nếu nó mà xoay tới vị trí này thì nó sẽ min các bạn này, giá trị min này. Đó, hai thằng mà cùng phương ngược hướng với vector OE thì nó sẽ là min. Và bây giờ nó sẽ là cùng phương cùng hướng thì nó sẽ là max, tức là nó sẽ quay về đây. Đó, khi nó quay về đây, nhớ cho anh nha. OF phải hướng về đây ha. OF thì mọi người tính được không? Dựa trên hình học để tính theo các cái thông số thôi. OF là tổng hợp của thằng này với lặng 2 OM. Thì dùng công thức tổng hợp vector mình sẽ có gì? OF bình phương sẽ bằng gì đây các bạn? Ha. Thì mọi người sẽ thấy ở đây anh gọi điểm này là điểm điểm Y đi ha. Điểm Y đi ha. Thì cái OF của mình theo cái tổng hợp vector thì nó sẽ là OY bình phương cộng cho 2 lần OM bình phương, đúng không? 2 lần OM bình phương tổng hợp vector cho nên dấu cộng 2 lần OI nhân 2 OM nhân cos của góc alpha. Và góc alpha này mọi người sẽ thấy nó cũng bằng chính là cos của góc này luôn, đúng không? Cho nên anh sẽ thế nó vào luôn là trừ 1 phần 2. Từ đây mọi người suy ra OF cho anh bằng bao nhiêu ha. Ở đây OI của bạn là đường tròn, vậy nó sẽ là 2 bình này
chỗ này nó sẽ thế vào luôn nè, cộng cho 2 lần OM với OM cũng bằng 2, vậy 2 là 4 đúng không? 2 nhân 2 là 4, 4 bình lên sẽ là 16 đấy. Rồi cộng cho 2 này, nhân cho OI là nhân cho 2 này, nhân cho 2 OM tức là nhân cho 4 nè, nhân cho trừ 1/2 nè. Từ đây mình sẽ bằng bao nhiêu đây? Suy ra OF cho anh luôn. Lấy máy tính bấm nha, cộng 16 cộng 2 nhân 2 nhân cho 4 nhân cho trừ 0.5 ha. Thế bằng 12 ha. Vậy căn của answer ra thì nó sẽ bằng căn 12. Đúng chưa? Căn 12. Căn 12 đi cho nó dễ, tại vì đáp án anh thấy có căn 12 đó. OF anh tính được là bằng căn 12. Mọi người hình dung này, cái vector OF này nó cũng là quỹ tích, nó thay đổi, nó quay quanh cái đường tròn tâm O, nhưng mà độ lớn OF là không đổi, nó bằng căn 12. Vậy khi như anh nói đó, khi mà chỉ cần OF nó quay về đây, nó chạy quanh đường tròn mà nó quay về đây, nó cùng phương cùng hướng với vector OA thì lúc đó nó sẽ là lớn nhất. Mà lúc đó hai thằng vector cùng phương cùng hướng thì tổng lại là sao các bạn? OA là như thế này, OF là như thế này, hai thằng là cùng phương cùng hướng rồi thì tổng sẽ bằng gì? Bằng độ lớn của hai vector cộng lại, đúng không? Thì lúc đó P của anh đang hỏi mắc nè, thì sẽ bằng OF cộng cho OA thôi, chứ không có gì hết. OF thì ta tính rồi là căn 12. OA thì không nói cũng biết ha. Điểm A có tọa độ là gì các bạn? 2 trừ 3. Thì OA chúng ta dùng gì? Định lý gì? Pythagore ta tính cũng được ha. Đoạn này là mấy? Là 3, đoạn này là 2. Vậy nó chính là căn của gì? Của hai bình cộng cho 3 bình đó ha. Cộng cho 3 bình. Nó là căn mấy? Căn 13 đó. Được chưa? Căn 13. Vậy đáp số của mình sẽ là câu D, nếu ta giải bằng hình học vector như vậy. Ok ha. Mọi người chỉ cần hiểu rồi là chúng ta cần vẽ và chúng ta nháp ra thôi, chứ không có gì gọi là phức tạp biến đổi như cái cách đại số của chúng ta sợ sai sót. Vector thì vẽ ra, chú ý những cái vị trí đặc biệt hình học thôi. Tại vì sau khi vẽ rồi chúng ta dùng phải tổng hợp vector lại, thì những cái tính chất về tổng hợp vector anh đã dạy rất là kỹ trong lớp rồi, cho nên mấy đứa áp dụng vào thì mấy đứa giải quyết bài toán nó rất là nhanh. Còn lại nhớ cho anh hai vector, cứ nhớ cẩn thận ha. Khi mà đã tổng hợp về được hai vector rồi thì nhớ cho anh hai vector ha, vector A và vector B khi tổng hợp thì nó có những vị trí đặc biệt. Để cho mà nó lớn nhất thì hai vector này nó phải là cùng phương cùng hướng. Để cho nó nhỏ nhất thì hai vector phải là cùng phương ngược hướng. Và mình quan sát các cái gì là thay đổi, cái gì là đang là quỹ tích. Như trong bài này mình thấy MN thay đổi dẫn theo vector gì? Vector đầu tiên là vector OF này nó thay đổi ha. Đầu tiên là OH trước chứ, OH thay đổi. OH thay đổi ha. Đó. Và mà cái OH này không quan trọng, tại vì sao? Cái OH này chỉ là giả thiết người ta cho để mình tính được cái góc alpha này này. Thấy không? Còn khi mọi người tổng hợp chỗ này nó cũng sẽ xài đúng cái góc alpha này luôn. Tại vì mình tổng hợp theo quy tắc hình bình hành mà, nó phải song song và nó cùng phương với những cái cạnh chúng ta đã vẽ rồi. Cho nên có cái góc này rồi mình thấy khi OM và ON thay đổi thì OF thay đổi. Và OF nó sẽ quay quanh đường tròn thôi. Điểm F này chỉ chạy quanh đường tròn. Vậy thì nó chạy tới đâu để cho nó mắc min thì chúng ta dựa vào tổng hợp vector nha. Đơn giản hỏi min thì sao? Hỏi min thì lúc này sẽ là căn của 13 trừ cho căn 12, đúng không? Tức là lúc này thằng này nó sẽ hướng lên đây. Hướng lên đây. Ok chưa? Rồi, mọi người có thắc mắc thì comment bên dưới cho anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo. Bye bye.